thắng tình trong đạo Phật. Tuy khác màu nhưng một tôn sư, hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni, kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật. Thưa quý vị, trong chương trình Sống Đời Sống Phật hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những lời Đức Phật dạy về cái bộ kinh Trung A Hàm phẩm Vương Tương Ưng, cái bài kinh Tam Thập Dụ. Thưa quý vị, như hôm trước thì chúng ta cũng đã chia sẻ rồi một phần đầu của cái kinh 69 Tam Thập Dụ này. Đức Phật đã đưa ra nhiều cái ví dụ để cho những người xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni và những người tại gia thực hành tất cả những cái điều đó để đem lại cái sự an lạc và cái sự hạnh phúc, và đặc biệt tức là dứt trừ tất cả các cái khổ đau để bước lên bờ giải thoát. Thì Đức Phật ngày dạy xá lợi tử như thế này, cũng giống như vua và đại thần có phòng, có ốc, có nhà, có cửa, lầu, quán, thì này xá lợi tử, tỳ kheo ni cũng dùng ba cái thất là thiên thất, phạm thất và thánh thất để làm nhà cửa giống như thế. Như vậy thì ba cái thất để dùng làm nhà đó thì liền sẽ bỏ được tất cả các cái điều ác. Như vậy thì ba cái thất đó là chứ thiền thất, phạm thất và thánh thất. Cái thiền thất là cái nhà thiền, ngôi nhà thiền, luôn luôn tu tập ở trong cái sự yên lành, dứt trừ hết tất cả những cái sự khổ đau, tất cả những cái tâm vọng động, từ cái tham lam, cái sân hận, cái si mê, cái nghi ngờ, cái ganh tuông, cái ác kiến, cái tà kiến, v.v. Như vậy muốn dứt trừ đó thì chúng ta phải thực tập. Còn nếu chúng ta không có thực tập á, thì chắc chắn rằng là nó sẽ đem lại nhiều cái khổ đau cho tất cả chúng ta. Thí dụ như giờ để cái tâm của chúng ta nó chạy theo cái sự tham dục, thì rõ ràng từ con mắt ưa thấy sắc, tai ưa tiếng nịnh nọt, mũi ưa mùi thơm, và miệng thì thích ăn những đồ ngon, thân thì thích chỗ mềm mại, ý thì chao đảo. Tùy theo cái hướng nào đó, nó sẽ trao đảo theo cái đó. Và cái sự mong muốn đầy hết cho nên làm cho chúng ta khổ. Và ngược lại tất cả những cái thứ đó thì con mắt chúng ta không có đắm theo cái sắc, cái dục, tất cả những cái sự ham muốn, tất cả những cái sự khát khao. Rồi cái tai chúng ta nghe những cái lời đáng nên nghe, những cái lời hướng dẫn của tất cả những cái bậc thiện tri thức, chứ không phải là chỉ nghe những cái lời đường mật, nịnh nọt mà thôi. Còn cái mũi chúng ta không vậy. Chúng ta biết rằng là tất cả các cái mùi thơm hôi ở trên thế gian này, nó cũng đều có hết, chứ không phải là chúng ta muốn là được. Rồi chúng ta ghét thì nó cũng không có bớt đi được. Thí dụ quý vị giờ đi qua một cái chỗ nuôi bò, quý vị nghe cái mùi nó hôi, quý vị ghét thì nó cũng cứ bay vô trong mũi vậy thôi chứ. Vì thay vì để người ta tập cái tâm cho thật an lạc. Rồi chúng ta đi ngang qua một cái hồ sen thì chúng ta nghe cái hương thơm, chúng ta cũng không cần phải đắm đuối để mà ở đó tham đắm cái mùi đó, mà giữ cái tâm nó thật là bình đẳng, đến đi rất là tự tại như vậy. Còn cái miệng chúng ta ăn cũng vậy, thực tế chúng ta ăn để mà sống, ăn để mà nuôi cái xác thân này, để mà chúng ta tu tập, chứ không phải là ăn nghĩa là tìm những cái thức ăn ngon để mà chúng ta ăn, làm cho những chúng sanh khổ sở. Thí dụ có nhiều người không phải làm đi tìm những cái món nghĩa là giết liền để ăn, hay là những máu tanh, những con vật nghĩa là tươi bắt cái gì mà giết ngay để ăn, thì cho đáp ứng là cái miệng. Mà khi nó qua khỏi cái miệng rồi, quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta nhai vô trong miệng chừng cỡ mấy phút sau, thí dụ chúng ta không có tiêu thực được cái món ăn đó, nó ói rõ ràng. Chính bản thân mình cũng không ăn lại được nữa, huống chi là người khác, người ta nhòm, người ta gớm. Như vậy thì làm đau khổ chúng sanh làm cái gì để tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Mà khi mà tạo ra những nghiệp bất thiện thì ai sẽ chịu lãnh những cái nghiệp đó?
thì chính bản thân chúng ta thừa tự về cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra. Vậy thì thân của chúng ta cũng vậy chứ đâu có cần gì phải lựa những cái chỗ mềm mại hay là tốn kém. Chúng ta ngủ cũng chỉ có 2 mét vuông thôi chứ đâu có. Nhà cửa dù có 100 cái đi nữa thì cũng ở một nhà. Giường có 1000 cái đi nữa thì cũng ngủ có một giường rồi chứ không có nhiều. Chúng ta phải tham đắm làm cái gì cho nó khổ sở như vậy. Rồi cái ý chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta cứ chạy theo cái ý chúng ta thì nó sai sử. Nó sai sử chúng ta phải chạy theo nó. Bởi vì như trong cái phẩm song yếu mà quý vị thấy có cái bài kể rằng là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tà tác. Nếu lời nói hành động ác thì cái nghiệp báo nó liền theo sâu như xe theo vật kéo. Cho chúng ta thấy rằng là nếu mà cái ý chúng ta làm ác thì lời nói làm ác, thân làm ác thì nó chạy theo như là cái xe đi theo con vật kéo phải. Còn ý làm chủ các pháp, ý làm chủ tạo tác, nếu lời nói hành động thiện thì phước báu liền theo sâu như bóng theo hình. Đó chứ không phải là không. Cái ý của chúng ta cũng vậy đó. Nó hướng dẫn cho chúng ta để phát ra tất cả những cái lời nói, những cái hành động cũng từ cái ý mà nó sanh ra. Có người nói rằng là tôi vô ý, tôi nói lỡ lời, nhưng thực tế thì cái ý đó nó mới dẫn tới cái lời nói và hành động, chứ không phải là vô ý, không có ý trong đó đâu. Nhưng mà nó nhanh quá. Nó nhanh quá cho nên chúng ta không có thấy, bởi vì như quý vị nghĩ rằng là từ ở đây đến cái chỗ mà quê cũ của mình xa vờ vợ mấy chục năm trời không? Rồi ai nhắc tới ở quê của quý vị, ở chỗ kia có một cái giếng tròn làm bằng những cái bọng, tức là cái bọng, họ kêu là cái bọng là bằng những cái khung bằng gạch. Không, nước rất là ngon, rất là ngọt, rất là trong, không bao giờ khô cạn dù mùa hè có hạn hán mấy đi nữa. Thì quý vị chắc liên tưởng tới cái chỗ nhà mình có một cái giếng như vậy. Ngay trong tích tắc, trong một chớp mắt, nghĩa là trong tích tắc thì quý vị đã nhớ ra, thấy được rồi, nó nhanh vậy. Mà nó đâu, nó xa cả ngàn cây số, nửa vòng trái đất, quý vị vẫn nhanh như thường. Huống chi là từ cái đầu đây, nó ra cái miệng đây, chưa tới một gang tay thì nó phát ra nhanh. Chứ không phải là không có chú ý trong đó đâu, cái hành động cũng vậy. Nó đừng có đổ thừa rằng là tôi vô ý. Nhưng mà nó có, bởi vì chúng ta không có suy nghĩ cho kỹ. Người lời nói là hành động của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải chăn giữ cái ý thật kỹ. Mà Đức Phật ngày dạy chúng ta phải giữ gìn đó. Như vậy thì cái thiền đó, nó có nhiều cái phương pháp để tu tập. Ban đầu thì người ta thấy, cái ví dụ có thể ở quán sổ tức bằng những cái hơi thở hít vào. Rồi sau đó thì chúng ta có thể quán từ bi, quán nhân duyên, quán thập diện nhân duyên, hay là đi theo thầy để học những cái phép thiền khác. Thí dụ như là thiền tứ niệm xứ, để học hỏi, để biết được về cái bốn cái pháp là thân thọ tâm pháp đó như thế nào. Thì có dịp chúng ta sẽ bày tỏ nhiều hơn cái vấn đề thiền này. Vấn đề thứ hai á, thì như vua và đại thần có tất cả những cái phòng ốc á, thì vấn đề thứ hai tức là phạm thất. Tại sao gọi là phạm thất? Cái phạm thất đó tức là cái vị tỳ kheo ni đó đầy đủ tất cả những cái phạm hạnh. Cái phạm hạnh là gì? Tức là cái hạnh thanh cao, cái hạnh thanh tịnh, cái hạnh đẹp đẽ, hạnh một cái bước đi, cũng là cái tâm từ bi, suy nghĩ rằng tất cả chúng sanh ở dưới chân chúng ta, nếu mà lỡ dặm đạp á, thì nguyện cầu cho cái chúng sanh đó được sanh về nước Phật, sanh về cái cảnh tịnh độ của Đức Phật. Cái ngày xưa kia á, những cái vị mà phạm chí của những cái đạo khác á, ví dụ như là Bà Môn Lôn giáo, Bà La Môn giáo, hay là Nghi Kiền Tử, rồi họ cũng làm những phạm hạnh như vậy. Nhưng mà cái tâm họ không thanh tịnh, không, cái phạm hạnh của họ còn kỹ hơn á,
Đức Phật dạy cho tất cả chúng ta nữa, họ kỹ như thế nào? Họ kỹ là họ tránh giẫm đạp côn trùng. Mỗi một bước đi như vậy thì họ lấy cái chổi họ quét đi, cho côn trùng nó đi chỗ khác rồi họ bước đi, không kỹ hơn không? Nhưng mà mất cái tâm kỹ, mất cái giữ giới không à, chứ còn không có làm cái tâm nó thanh tịnh, không có nghĩ rằng sẽ giẫm đạp chúng sanh để cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, cái hình thức đó thì cũng chưa có thức giải thoát được. Phải được cái tâm thanh tịnh, còn đây mới có hình thức. Cho nên có nhiều người á, coi như là giới cấm thủ, nặng vào cái giới cấm thủ mà họ tạo ra những cái vấn đề mà nặng nề trong cái giới cấm đó mà không có tu tập để cái tâm nó thanh tịnh. Cho nên nhiều người họ lấy mượn cái giới Bà La Môn đó để mà làm tất cả cái đó. Thì chúng ta cũng phải phải biết được cái giới cấm thủ thế nào. Nhiều cái vị Bà La Môn họ như vậy đó, họ làm kỹ, nhưng mà rồi những cái người cái của chúng ta bắt chước, và bắt chước nó làm cho cái công việc nó chậm trễ, làm cho người khác bực dọc, làm cho người khác sai, phải chờ đợi. Ví dụ như tôi có quen một thầy mà mình cũng được chứ không phải là không, mình hỏi ông một cái câu gì á, thì ông phải niệm ba tiếng Phật xong rồi ông mới trả lời. Rồi mình mời ông đi ăn cơm, ông nói Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, dạ tôi đi. Rồi mời ông đi cái việc này việc nọ thì nó cũng tốt chứ, giữ tâm mình cũng tốt, nhưng mà làm thế nào cái việc đó nó đừng có đình trệ tới người khác. Lẽ ra chúng ta muốn vậy thì chúng ta không giữ cái giới đó, thành ra giống như cái giới cấm thủ, cố chấp trong cái vấn đề giới đó quá. Giữ tâm thanh tịnh nó không phải là chậm. Không, mình dùng cái tâm mình để mình ngăn ngừa chứ tất cả các cái thứ khác thì cũng được. Nhưng mà ví dụ như là một số các cái vị mình biết thôi, mình chậm, một, mình hai niệm Phật, hai nữa thì mình phải chuẩn bị tới, thí dụ như 20-30 người để chuẩn bị đi trong một cái đoàn đó. Thì mình biết như vậy thì mình phải có một cái trách nhiệm, mình đến đó trước. Ai có nói gì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì đã tới cái xe rồi. Mình lên xe mình đi chứ không phải là đợi ở còn ở trong phòng. Rồi đi xuống người ta đợi nữa, người ta đợi nữa, đợi nữa. Thì nó mất cũng nhiều cái thời giờ. Cho nên làm cho trong cái đoàn đó, nó rất là phiền phức. Bởi vì quá chậm. Thì đó là chúng ta rơi vào trong cái đó. Cái phạm hạnh không phải là vậy, mà cái phạm hạnh đó, tức là từng bước đi, từng cái lời nói, từng cái việc làm của chúng ta thanh tịnh. Ví dụ chúng ta ăn cũng là ăn thanh tịnh. Chứ ăn thanh tịnh trong cái tâm đó, nghĩ tưởng như thế nào. Ví dụ như chúng ta quán sát, quán tưởng về cái ăn đó, nhất cái công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Thứ nhất là chúng ta coi thử cái sức của mình như thế nào, rồi cái công của mình như thế nào, người ta đem cúng hay đem cho cái món ăn đó như thế nào đó. Rồi thứ hai là mình nghĩ đến cái đức hạnh của mình có đầy đủ hay không, để đủ sức để thọ dụng, để mà cho bản thân của mình hay không. Nếu đủ thì sao, đủ thì hoan hỷ hồi hướng công đức lành. Còn nếu thiếu thì sao đấy? Thì xíu thì chúng ta cũng phải tu tập, nỗ lực thêm. Thay vì một ngày chúng ta tu tập có 4 thời, bây giờ còn thiếu cho nên chúng ta tu tập thêm nữa là tới 6 thời. Hoặc là một ngày chúng ta tọa thiền mới có 1 tiếng đồng hồ. Thì chúng ta niệm Phật 1 tiếng đồng hồ, bây giờ nó chưa đủ thì chúng ta tăng trưởng lên thêm. Rồi thứ ba là phòng cái tâm của chúng ta. Đừng có quá tham ăn, đắm nhiễm cái đó. Miếng ngon á, thì tham đắm, mong muốn cất giữ để rồi tiếp tục ăn. Rồi món dở thì chê bai, phỉ nhổ. Thì cái điều đó không được. Còn thứ tư á, là nghĩ đây là một cái món thuốc để trị cái hình khô này mà mình ăn mà thôi. Chứ không phải đắm nhiễm trong đó để mà ăn. Đúng không? Đắm nhiễm đó như là bà từ bà võ hậu, từ hy thái hậu rồi đó, đãi tất cả các cái vị sứ thần á, trong vòng 7 ngày mà
không biết bao nhiêu, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. À, rồi tốn không biết bao nhiêu, nghĩa là tới 5.000 đầu bếp như là phục vụ. Và tốn rất là nhiều ngàn lượng vàng như vậy. Và ăn ha. Và ăn trên cái sự tác hại, giết hại của chúng sanh. Ví dụ như quý vị là ăn ốc khỉ, để con khỉ ở dưới cái bàn. Rồi có một cái bàn đó nó có cái lỗ, rồi cái đầu, cái sọn khỉ nó lòi lên. Một khi đó thì trối nhạt lên, rồi dùng cái dao chém qua cái sọ con khỉ, rồi gia vị vô trong cái ốc con khỉ đó múc ăn. Con khỉ ở dưới đó thì nó la, nó hét, đau đớn vô cùng. Người trên này thì vui cười ăn uống, ăn trên sự đau khổ của người khác. Thì đâu phải phạm hạnh. À, mà chính như là Đức Phật dạy như vậy mới phạm hạnh. Dù ăn cái gì, ăn một cái khoai lang, ăn một cái bắp, ăn một cái gạo màu, gạo lứt đi nữa, cũng cái tâm nó thanh tịnh như vậy. Và cái thứ năm á, cái vấn đề cũng như trong vấn đề ăn uống á, cũng không có rớt cơm để bóc thảy vô trong miệng ăn, hay là ăn chấp, hay là ăn quá ư, nói chuyện ồn ào, cái dăng nước miếng trong món con người khác. Cho nên ăn cái vấn đề đó, nghĩ rằng mình sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nên ăn cái món này, thành tựu đạo nghiệp là thành tựu cái gì? Thành tựu cái pháp thân, dứt trừ tất cả các cái sự khổ đau. Thì đó mới chính là những cái phạm hạnh. Cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi cho thanh tịnh. Không có ồn náo, không có quá chậm chạp. Rồi từ cái lời nói cũng vậy. Cái lời nói không phải là nói nhỏ là thanh tịnh phạm hạnh. Mà nói cho khéo, nói đúng như chánh pháp, chứ đúng lời dạy của Đức Phật. Không có được nói to quá, không được nói nhỏ quá. Có như vậy thì nó mới là thanh tịnh. Từng cái bước đi, từ cái sự ngủ, nghỉ như vậy, đó là phạm hạnh. Luôn luôn làm tất cả những cái việc làm. Không tránh giao du với kẻ ác, những cái kẻ bất thiện, thân không có sát đạo dâm, miệng không có nói lời hai lưỡi, không có nói lời nói dối, không có nói lời thô tục cọc cằn, không có nói lời nịnh nọt, không có nói lời đâm thập. Chỉ có như vậy là tịnh hạnh. Ý không có nghĩ đến cái việc xấu, không có tham lam, không có sân hận, không có si mê, và luôn luôn hướng đến chánh pháp, đến chân lý. Đó là cái phạm hạnh của vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, và thậm chí của tất cả những người Phật tử. Nếu mà thành tựu được như vậy thì nó rất là tốt. Thứ ba là thánh thất, cái nhà của chư vị thánh. Cái nhà chư vị thánh đó là cái nhà nào? Mà cái nhà của chư vị thánh, cái nhà của nhẫn nhục, cái nhà của từ bi, cái nhà của hỷ xả. Ở vào trong cái nhà đó mà chắc chắn hơn thì ở vào trong cái nhà của từ bi hỷ xả, nhẫn nhục. Rồi ở trong cái nhà phải học chánh pháp chứ. Học chánh pháp như Đức Phật đó, để dứt trừ, học 8 cái con đường đó. Một là chánh kiến. Không, mình nhìn biết một cách rõ ràng. Mà Đức Phật đã chứng được kêu là chánh biến tri. Không, thấy một cách rõ ràng, thấy cái tương lai như thế nào, sự đau khổ như thế nào, cái nghiệp chướng như thế nào. Rồi mình phải tư duy tất cả những cái điều lành, những cái điều tốt, những chân lý. Rồi cái lời nói chánh ngữ. Rồi cái việc làm của chúng ta cũng chân chánh, chánh nghiệp. Rồi luôn luôn thực hiện tất cả những cái điều thiện, là chánh tinh tấn. Rồi chánh niệm. Không luôn nhớ nghĩ tất cả những điều lành, những pháp lành. Rồi không phải là chỉ tập trung bao nhiêu đó thôi, nhưng mà thực hành được cái chánh định vô cùng quan trọng. Thì từ cái chánh định đó nó mới sanh ra cái gì? Sanh ra tất cả những cái trí tuệ. Thì nhờ đó là chúng ta ở vào trong cái nhà, ngôi nhà thánh, ngôi nhà của thánh. Còn thế nào? Hoặc là ngược lại thì chúng ta ở trong ngôi nhà của thế gian. Ngôi nhà thế gian thì sao? Thế gian như là trong cái nhà lửa luôn luôn đốt bức chúng ta, như trong kinh Pháp Hoa đã dạy đó.
Vậy mà chúng ta vẫn ở trong đó, không có vượt ra ngoài cái sự tham lam sân hận si mê đó, thì chúng ta sẽ làm sao? Phải trôi lăn trong cái nhà của thế gian á, thì gồm có cái gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trôi lăn trong đó, ở trong cái nhà đó, ở trong những cái chuồng đó, không có vượt ra khỏi được. Rồi nếu có người vượt ra tu tập nhiều á, thì mới có được thân làm người, chứ chưa ở vào trong cái nhà thánh. Cái nhà của chư hàng thánh, hậu thánh đi vào trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng được quả Tư Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đó là trong cái ngôi nhà thánh. Mà ngôi nhà thánh không phải tự dưng mà chúng ta vào được, mà phải thực hành, không áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta từng giây từng phút mỗi ngày thì nó mới vào ở trong ngôi nhà thánh được. Thì đây một cái dụ mà Đức Phật đã dạy rằng tất cả các cái hàng đại thần, các hàng vua chúa và thậm chí cả dân cũng được có đầy đủ cái phòng ốc, nhà cửa, lầu quán. Thì đệ tử của Đức Phật cũng có về cái thiền thất, cái phạm thất và cái thánh thất như vậy. Thì cầu nguyện tất cả quý vị được vào trong ba cái ngôi nhà này của Đức Như Lai. Và thì giờ có hạn, nên chúng tôi xin ngừng tại đây. Nếu quý vị nào có muốn đóng góp cho chương trình, có thắc mắc điều gì thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại đã hiển thị trên màn hình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.